chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong những ngày tháng 3 lịch sử này, Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc vùng cao Bắc Trà My rất vui mừng phấn khởi kỷ niệm 75 năm thành lập Châu Trà My, 19 tháng 3 năm 1947, 19 tháng 3 năm 2022. Kế thừa những thành tựu quan trọng của các thế hệ cha anh đi trước, lãnh đạo nhân dân huyện Bắc Trà My đoàn kết cùng nhau viết tiếp hành trình 75 năm xây dựng, phát triển của vùng cao sơn ngọc quế với một tâm thế mới, khí thế mới. Trong chương trình trang địa phương Bắc Trà My hôm nay, chúng tôi xin dành trọn thời lượng để chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự 75 mùa hoa quế. Trải qua bao thăng trầm, gian khổ, đồng bào các dân tộc Trà My vẫn một lòng vững tin, đoàn kết, gìn giữ, xây dựng một vùng cao sơn ngọc quế giàu mạnh. Về với Trà My hôm nay, nhiều công trình mới được dựng xây, đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc nơi đây không ngừng được nâng lên. Bắc Trà My, vươn mình, trở thành vùng đất tiềm năng phía Tây Nam của tỉnh Quảng Nam. Trong đời tôi về đây bên dòng sông xưa qua cầu treo nghe tình du đưa rồi từ đây đêm sẽ sáng lên nơi trà vui có con gió lưng đèo có em đứng trông theo ai về xuôi xin đừng quên đây Trà My yêu thương của tôi. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, dưới ách thống trị của thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, đời sống của đồng bào các dân tộc Trà My vô cùng khổ cực, bị áp bức, bóc lột, đàn áp dã man. Tháng 6 năm 1946, nhằm thực hiện cuộc vận động cách mạng ở vùng đồng bào dân tộc ít người và xây dựng miền Tây Quảng Nam thành hậu phương kháng chiến theo quyết định của tỉnh ủy Quảng Nam, phòng liên lạc quốc dân thiểu số tỉnh được thành lập và cử các đoàn cán bộ về xây dựng phòng liên lạc quốc dân thiểu số tại các vùng. Tháng 12 năm 1946, phòng liên lạc quốc dân thiểu số Trà My hình thành. Sau đại hội, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 năm 1947, theo chủ trương của tỉnh ủy Quảng Nam, đại hội thành lập Châu Trà My và Ủy ban Hành chính Châu Trà My được tổ chức tại đồn Trà My. Dự đại hội có trên 1.500 đại biểu các dân tộc Ca Dông, Xê Đăng, Co, Bơ Nông và dân tộc Kinh vùng Trà My, Phước Sơn. Sau khi thành lập, Ủy ban Hành chính Châu Trà My tiếp tục kiện toàn tổ chức, củng cố xây dựng và phát triển các ủy ban thôn, xã và các đoàn thể cách mạng. Nhờ vậy mà phong trào cách mạng ở Trà My ngày càng được tổ chức chặt chẽ, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân và không ngừng lớn mạnh. Trong quá trình lịch sử của huyện Trà My có một sự kiện tức là thành lập Châu Trà My. Theo tôi đây là một sự kiện hết sức quan trọng. Nó khẳng định một điều rằng là chính quyền cách mạng đã có mặt và đã trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến kiên thiết của Châu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đó là nó là sự đúng đắn chỉ đạo của Trung ương Đảng về của tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển các huyện miền núi. Vui mừng vì quê hương đã không còn bóng giặc ngồi xâm, nhưng đói nghèo lạc hậu vẫn là nỗi lo canh cánh không nguôi của Đảng bộ, chính quyền và người dân vùng cao Bắc Trà My. Với điểm xuất phát thấp, đồng bào các dân tộc với tập quán sản xuất kinh tế còn lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế phát triển chậm, thiếu bền vững, hiệu quả sản xuất chưa cao. Từ những khó khăn hạn chế đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My đã bền bỉ, đoàn kết, từng bước thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội qua các năm. 75 mùa hoa quế,
75 năm nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, dựng xây một vùng cao sơn ngọc quế, đổi thay, tươi đẹp từng ngày. Hiện nay, toàn đảng bộ có trên 2.500 đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng đi vào nền nếp. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực. Thực hiện việc phân công cấp ủy, tăng cường dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đúng theo hướng dẫn. Qua phân loại hàng năm, có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ huyện Bắc Trà My đã tập trung vào phát triển kinh tế, đặc biệt đó là tập trung vào công tác giảm nghèo bền vững. Thì trong thời gian qua, để phát huy cái việc giảm nghèo này thì huyện Bắc Trà My đã có một cái chương trình rất ý nghĩa, đó là chương trình cán bộ, đảng viên đồng hành cùng người nghèo. Và theo đó thì từ cái chương trình này, nhiều người nghèo đã có điều kiện để được hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào phát triển sản xuất cũng như chăn nuôi. Và theo đó thì cũng nhiều mô hình đã được hình thành, ví dụ như mô hình nuôi heo đen, mô hình nuôi dê, đặc biệt gần đây nhất đó là cái mô hình mà người dân tự gieo ươm cây quế gốc Trà My để mà bảo tồn và phát triển cây quế Trà My này. Từ năm 2015 đến năm 2020, huyện đã đầu tư xây dựng 508 công trình với tổng nguồn kinh phí ước tính hơn 747 tỷ đồng, hoàn thành việc đầu tư xây dựng đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 16,95% trên năm, giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 1.682 tỷ đồng, tăng 1,76 lần so với giai đoạn 2011-2015, chiếm 26,05% trong cơ cấu các ngành kinh tế của huyện. Tốc độ tăng trưởng ngành thương mại dịch vụ đạt 16,5% trên năm, giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 2.110 tỷ đồng, tăng 1,89 lần so với giai đoạn 2011-2015, chiếm 36,41% trong tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6.709 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13,2%, tăng 1,61 lần so với giai đoạn 2011-2015. Huyện Bắc Trà My cũng đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư, ký kết ghi nhớ đầu tư 9 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 573 tỷ đồng, thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo huyện, vận động quỹ hỗ trợ khởi nghiệp huyện hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 51 doanh nghiệp và 7 hợp tác xã với 402 lao động hoạt động trên các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, khai khoáng và dịch vụ khác. Đề án bảo tồn và phát triển cây quế Trà My tập trung xây dựng phát triển các vùng nguyên liệu, dược liệu, cây ăn quả, vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế, chuyển hóa rừng trồng từ cây keo nguyên liệu sang rừng trồng gỗ lớn nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cao, thực hiện phương án di thực và trồng giống sâm Ngọc Linh tại xã Trà Bui. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo rà soát đánh giá các chương trình hỗ trợ sản xuất để điều chỉnh hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm 2021, có 5 sản phẩm tham gia phân hạng cấp tỉnh, trong đó có một sản phẩm nâng cấp 4 sao là tinh dầu quế Trà My Minh Phúc, 4 sản phẩm đăng ký mới là mật ong Trà My Thanh Hà, rượu cam sành Trà My, đan mỹ nghệ quế Thái Hòa. Hiện nay, huyện Bắc Trà My có 3 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 25%. Chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh được nâng lên đáng kể. Huyện tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng kiên cố 14 trường học, xóa 12 phòng học tạm và 10 công trình khác, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 4 trường đạt chuẩn quốc gia, huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp bình quân hàng năm đạt 99,6% và duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học đạt 98%. Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục ở các bậc học tại 13 trên 13 xã thị trấn. Huyện cũng đã huy động nguồn lực để xây dựng, nâng cấp 7 công trình, đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ khám chữa bệnh với tổng kinh phí 15,162 tỷ đồng. Đến nay, có 7 trên 13 trạm y tế có bác sĩ, 9 trên 13 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.
thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi. Thực hiện tốt việc huy động nguồn lực, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, Tết, tổ chức điều dưỡng, xây dựng nhà ở cho người có công, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội thực hiện đúng theo quy định. Cuối năm 2021, Bắc Trà My là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh triển khai xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh IOC. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo xây dựng, ban hành đề án bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Trà My giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức thành công hội thảo bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My, công tác bảo tồn và phát triển. Hội thảo là cơ hội để huyện nhà có cơ sở cụ thể hơn trong việc xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả, có chiều sâu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tại huyện trong thời gian đến. Huyện cũng đã hỗ trợ kinh phí mua sắm trang phục, hỗ trợ thành lập đội cùng chiên học sinh tại trường phổ thông dân tộc nội trú nước Oa để gìn giữ, phát huy các điệu múa cồng chiêng trong thế hệ trẻ, học sinh các nhà trường. Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, công tác xây dựng lực lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ được đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và đúng kế hoạch, ý định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng an ninh đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, giữ vững. Hiện nay, huyện miền núi Bắc Trà My đã hoàn thành đề án đưa công an chính quy về xã với 12 trên 12 xã có đủ 5 công an chính quy. Trong đó có 60 đồng chí là công an chính quy được bố trí về 12 trên 12 xã của huyện. Trước đó, thị trấn Trà My cũng đã được bố trí 5 đồng chí công an chính quy theo quy định. Tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã biết tranh thủ các nguồn vốn vay, làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Chỉ trong gần 2 năm được vay vốn phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Thiện, dân tộc Ca Dông, thôn 2 xã Trà Ca, đã xây dựng được mô hình kinh tế ổn định cho gia đình. Được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Thiện đã đầu tư trồng gần 3 hectare keo và 1 hectare quế bản địa. Vay thêm 30 triệu nữa. 30 triệu là mua mua thêm ít con quế. Đây là chính quế này là quế địa phương. Trước đây cũng có trồng quế Thanh Hóa, là không có ra gì bỏ. Rồi sau này hôm nay là trồng lại cái quế này quế mình đây, quế địa phương đấy. Nay thì Bắc Trà My đang tập trung huy động tất cả các nguồn lực từ các nguồn trung ương, địa phương cũng như các nguồn xã hội hóa để làm thế nào phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở để phát triển các cái trục giao thông chiến lược, hoàn thiện cái đô thị Bắc Trà My cũng như là các cái tuyến giao thông đến các thôn xã. Đặc biệt thì chúng ta cũng làm thế nào hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và văn hóa để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Qua nhiều năm chặng đường lịch sử, đồng bào các dân tộc huyện Bắc Trà My luôn nêu cao chí khí quật cường, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sức sáng tạo của cộng đồng, cùng sát cánh bên nhau, chung lưng đấu cật trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 75 năm thành lập cho Trà My, mỗi người con của quê hương Trà My luôn tự hào, vững tin, tiếp nối các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh và giàu đẹp. Phóng sự 75 mùa hoa quế mà quý vị và các bạn vừa xem đã kết thúc trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tháng 3 năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.